Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, khi nhắc đến phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao, lẳng lơ, dễ ngoại tình, trong nhân tướng học có câu nói: đàn bà cặp mắt lá khoai, liếc chồng thì ít, liếc trai thì nhiều. Hay là câu nói: nhân nghĩa nào giữ được lâu, vắng chồng hôm trước, hôm sau hứa nghề. Họ là những người phụ nữ cả thèm chóng chán, nay yêu người này, mai thương nhớ người khác. Họ không chỉ dành tình cảm cho một người mà còn có khi là 2, 3, 4 người cùng một lúc. Khi yêu những con giáp nữ này, bạn tuyệt đối đừng chủ quan, buông lỏng để họ có cơ hội tòn tem với những người đàn ông khác. Dù đã có chồng con đi chăng nữa thì khi gặp những gã đàn ông khác vẫn đem lòng mến mộ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu họ tỏ thái độ nghiêm túc và quyết liệt từ chối những lời ong bướm. Thế nhưng những nàng này lại rất dễ siêu lòng trước lời mật ngọt. Họ sẵn sàng phản bội chồng con, sẵn sàng chen chân vào một gia đình khác chỉ để thỏa mãn ham muốn ái ân của mình. Cánh đàn ông cũng khốn khổ lên bờ xuống ruộng với các chị em phụ nữ thuộc những con giáp nổi tiếng đào hoa nhưng cũng lăng nhăng này. Và đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Như chúng ta đã biết, trong lá số tử vi để nói lên sự trung tình hay lẳng lơ, chúng ta phải xét đến sao đào hoa. Đào hoa là tài tinh, là nhân duyên. Nếu đào hoa vượng thì sẽ là người khéo ăn khéo nói, thành công trong công việc và sự nghiệp. Nếu là người có dã tâm lớn thì sẽ có cả giang sơn. Ví dụ như Võ Tắc Thiên, Đát Kỷ, ở Việt Nam có bà Trưng, bà Triệu. Bên cạnh đó, nếu đào hoa bị triệt, bị sát thì cũng sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, khiến cho những người mang mệnh này thường có tính lăng nhăng, bổ bịch. Vậy những dấu hiệu nào để nhận biết những người phụ nữ như vậy? Chúng ta cùng xét đến đào hoa. Đào hoa được tính theo bộ tam hợp, đào hoa nằm ở 4 cung tứ chính là Tý, Ngọ, Mão, Dần. Trong 12 con giáp được chia làm 4 bộ tam hợp, sao chi đầu của tam hợp chính là vị trí của đào hoa. 1. Thân Tý Thìn. Đào hoa tại Dậu, họ là những người thực dụng trong chuyện tình ái. 2. Hợi Mão Mùi. Đào hoa tại Tý, đây là những người đào hoa phong nhã. 3. Dần Ngọ Tuất. Đào hoa tại Mão, họ là những người chân thành, đa tình, lụy tình. 4. Tị Dậu Sửu. Đào hoa tại Tý, họ là những người sớm nở tối tàn, cả thèm chóng chán. Vậy trong 12 con giáp này thì con giáp nữ nào có nhu cầu sinh lý cao, dễ ngoại tình bậc nhất? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. 1. Phụ nữ tuổi Ngọ. Nhanh nhẹn hoạt bát là tính cách nổi trội của loài ngựa. Những người tuổi Ngọ ưa di chuyển, thích sự tự do và không chịu được việc phải ngồi yên một chỗ. Họ cũng là người có khả năng quan sát nhanh nhạy. Xét về tình yêu đôi lứa, người tuổi Ngọ dễ rơi vào lưới tình, họ yêu nhanh và cũng có nhiều mối tình chóng vánh. Trước khi tìm được một người để chung sống lâu dài, họ là người đa tình, có trái tim nhạy cảm nên một khi yêu thì yêu rất mãnh liệt. Lấy được người tuổi Ngọ sẽ rất may mắn nhưng đi kèm với rủi ro bởi cả thèm chóng chán là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Ngọ. Việc duy trì tình yêu lâu dài với họ là điều khó khăn bởi trái tim nhạy cảm của họ rất dễ dao động bởi những cử chỉ, hành động thân mật của người khác. Họ cũng là người nhìn đời màu hồng, hay nuôi ảo mộng tình yêu và nuôi ước mơ một tình yêu đích thực, đẹp như cổ tích. Bởi vậy chỉ cần một chút sao nhãn của đối phương sẽ khiến người tuổi Ngọ cảm thấy trống trải, bị bỏ rơi. Người đàn ông cầm cương ngựa phải thật bản lĩnh, nếu không họ sẽ dễ dàng ngoại tình trong chớp mắt. Các cụ vẫn nói thiên duyên là do trời định, để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu, những người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy giúp hòa hợp vợ chồng, sử dụng bộ tam hợp quý nhân kết hợp với các loài gỗ quý trong phong thủy để chung mười quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi xung sát trong các mối quan hệ, đặc biệt là những cặp đôi xung khắc và những con giáp phải trải qua 2 lần đò. Vòng đã được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên nó sẽ phát huy công năng phong thủy tốt nhất, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và xung khắc vợ chồng, giúp gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc viên mãn. 2. Phụ nữ tuổi Dậu. Là con giáp thứ 10 trong hệ tử vi phương Đông, quý bà tuổi Dậu rất thích chăm sóc ngoại hình, ưa trưng diện và muốn được chú ý, và đều là những người phụ nữ trung thủy trong tình yêu. Biết chăm lo cho con cái, là một người vợ, người mẹ lý tưởng. Điều này càng dễ khiến đàn ông siêu lòng, đam mê nhất thời, do đó không tránh khỏi ong bướm theo đuổi, dễ rơi vào lưới tình. Trong tình yêu, họ thích được đối phương chiều chuộng, yêu thích sự lãng mạn và đặc biệt thích nghe những lời ngọt ngào. Nếu gặp phải đàn ông quá khô khan, khả năng ngoại tình của họ rất cao. Thưa quý vị, chuyện nhân duyên tan vỡ là điều không ai mong muốn, nhất là với người phụ nữ, bởi sau cuộc hôn nhân tan vỡ này, người phải gánh chịu thiệt thòi nhiều nhất bao giờ cũng là người phụ nữ. Để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu, những người tuổi Dậu cần sử dụng vòng tam hợp quý nhân tỵ Dậu Sửu để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy giúp hòa hợp vợ chồng, sử dụng bộ tam hợp quý nhân kết hợp với loại gỗ quý trong phong thủy để chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi xung sát trong các mối quan hệ, đặc biệt là những cặp đôi xung khắc và những con giáp phải trải qua hai lần đò. Vòng đã được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên nó sẽ phát huy công năng phong thủy tốt nhất, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và xung khắc vợ chồng, giúp gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc viên mãn. 3. Phụ nữ tuổi Thìn. Rồng vừa là linh vật trong văn hóa dân gian phương Đông, lại vừa là con vật được tạo ra do trí tưởng tượng của con người. Về phương diện tình cảm, ưu điểm hoàn hảo của nữ tuổi Thìn cũng là nhược điểm chí mạng của họ. Tuổi Thìn sinh ra vốn đã tố chất hơn người, họ yêu điều rõ ràng, nghiêm túc, lại cực kỳ bao dung, rộng lượng với bạn đời. Những người tuổi Thìn vốn là con giáp thích khám phá, sự cá tính của họ làm bản thân họ luôn muốn đi chinh phục đối phương. Chính vì thế, họ thử những mối tình ngoài luồng là chuyện không ai đề phòng được. Thưa quý vị, các cụ vẫn nói, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, câu nói ấy quả không sai với những gia chủ tuổi Mão. Họ yêu thương nồng cháy, hết lòng hết dạ nhưng vẫn bị phụ bạc. Để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu, những người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy giúp hòa hợp vợ chồng, sử dụng bộ tam hợp quý nhân kết hợp với các loại gỗ quý trong phong thủy để chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi xung sát trong các mối quan hệ, đặc biệt là với cặp đôi xung khắc và những con giáp phải trải qua hai lần đò. Vòng đã được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên nó sẽ phát huy tốt công năng phong thủy, chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi và xung khắc vợ chồng, giúp gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc viên mãn. 4. Phụ nữ tuổi Hợi. Hợi là con giáp đỏ tình đỏ tài, không chỉ sự nghiệp thăng tiến, vận đào hoa của Hợi cũng nở rộ. Trong chuyện tình cảm cá nhân, người tuổi Hợi trung tình nên dễ dẫn đến lụy tình. Họ thích đắm chìm trong những suy tư, nỗi buồn, hoài niệm và không muốn chia sẻ với ai. Họ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Khi bị tổn thương, họ sẽ nhớ rất lâu. Họ chỉ cất giấu trong lòng rồi thi thoảng gặm nhấm nỗi buồn một mình. Chính bởi điều này khiến người cầm tinh con heo thường thấy cô độc, lạc lõng trong mối quan hệ yêu đương, mặc dù có thể họ đang nắm giữ một tình yêu nồng nàn. Vì vậy, Hợi rất dễ rơi vào tình cảnh tình cũ không rủ cũng tới, chỉ một phút yếu lòng họ sẽ không giữ được mình. Nếu không tỉnh táo, rất có thể Hợi phải trả giá bằng hạnh phúc của họ đang có. Quý vị thân mến, ai cũng biết tình yêu tan vỡ thì người chịu thiệt thòi lớn nhất bao giờ cũng là phụ nữ, đặc biệt là những tín chủ nữ tuổi Thìn. Họ bôn ba vất vả chỉ để có được mái ấm gia đình thật sự, nhưng mọi chuyện lại tan vỡ không được như ý muốn. Để tránh những chuyện tan vỡ trong tình yêu, những người tuổi Hợi cần sử dụng vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy giúp hòa hợp vợ chồng, sử dụng bộ tam hợp quý nhân kết hợp với các loại gỗ quý trong phong thủy để chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi xung sát trong các mối quan hệ, đặc biệt là những cặp đôi xung khắc và những con giáp phải trải qua hai lần đò. Vòng đã được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên nó sẽ phát huy công năng phong thủy tốt nhất, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi và xung khắc vợ chồng, giúp gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc viên mãn. Quý vị thân mến, như vậy kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ cho quý vị 4 con giáp đào hoa đa tình, có nhu cầu sinh lý cao và dễ ngoại tình bậc nhất. Quý vị có biết ai thuộc một trong những con giáp này hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.